thằng nào cũng mất công các bác chơi. Pioneer công suất của nó là 6,3 ohm và là 150W nhé. Pioneer SI7. Đấy, một dòng huyền thoại luôn. Nhiều bác rất thích những cái dòng này. Cái này là bát của nó là bát 25 mình. Pioneer SI7 dòng bát 25. Đôi này thì đã em dọn cho bác thùng gọi là đẹp mê ly như mới luôn. Pioneer SI7 nhá. Đấy, rất dòng mà rất nhiều bác thích luôn. Rất nhiều bác hỏi em những cái dòng này, nhưng mà dòng này thì em ít khi nó khó lắm, ít khi thấy nó về lắm. Để xa xa thì các bác nhìn thấy cho nó được hết. Pioneer SI7 cũng là dòng quá là huyền thoại luôn. Nói chung là những cái dòng này thì không cần phải nói nhiều các bác nhé, vì những các bác chơi các bác đã biết rồi. Đấy, những cái dòng mà SI7 này thì là hàng nổi tiếng rồi, thì các bác không cần phải nói nhiều và giải thích nhiều nhá. Có khi là em cũng chả biết nhiều về nó đâu, các bác biết quá nhiều hơn đấy. Vì nó là cái dòng nó là quá được nổi tiếng và quá ưa chuộng rồi. Em ở Thái Bình nhá. Đây, đôi này thì bên em dọn cho các bác thùng gọi là đẹp mê ly luôn nhá. Đấy, về các bác nó để nó xứng tầm với lại cái giá trị của nó nhá. Đấy, đẹp mê ly luôn, không có gì để chê các bác nhá. Đấy, thùng vách mê ly luôn, không có gì để chê được cái đôi này nữa. Công suất của nó là 36,3 ohm và 150W nhé. Đôi này đây thì em đi dọn thùng rồi đấy, nhưng mà thôi thì cũng để cho các bác với cái giá nó rất là hợp lý thôi. Đấy, để cho bác với giá là 8,2 củ một đôi Pioneer SI7 này. Cái này chiều cao của nó là 80 phân nhé. Đấy, chiều rộng của nó là 36 phân. Và chiều sâu của nó là 34 phân. Đấy, những cái dòng này thì em không cần phải giải thích nhiều. Đấy, vì những cái này thì các bác chơi nhiều, các bác đã quá biết về nó rồi. Các bác đã quá am hiểu về nó, các bác đã muốn chơi loa, các bác tìm hiểu về những cái dòng này thì nó là quá là đẳng cấp rồi. Đôi này để cho bác với giá là 8,2 nhá. 8,2. Đấy. Hàng bên em thì là toàn bộ là có cọc, bên em mới đi đơn. Đấy, chuyển khoản hết, bên em hỗ trợ bao phí ship cho các bác. Đấy. Còn nếu như mà cọc thì bên các bác nhận hàng và chịu phí ship thôi. Đấy. Hàng bên em thì cứ 100% là các bác nhận hàng các bác phải kiểm tra nhá, khi nhân viên giao hàng ở đấy này. Đấy. Khi nhân viên giao hàng đấy các bác kiểm tra đúng như trên line nhá, hàng đúng như trên line, các bác test thử ok nhá, đúng như trên line thì các bác nhận nhá. Còn nếu như mà nó bị vấn đề gì hay do vận chuyển hay là bể vỡ thế nào thì các bác liên hệ trực tiếp với bên em luôn, khi shipper còn đang ở đấy. Đấy, thì là bên em giải quyết nhá. Đấy, các bác ví dụ như là các bác nó có bị bể vỡ các bác không lấy, đấy, các bác muốn đổi sang mặt hàng khác thì là bên em sẽ đổi sang mặt hàng khác, mà không thì các bác có thể là không lấy cái gì nữa thì các bác có thể bên em sẽ hoàn trả lại tiền cho các bác nhá. Đấy, chứ không phải là các bác cứ chuyển khoản hết thì là bên em không có cái trách nhiệm gì cả. Đấy. Đôi Pioneer SI7 này, mã này là mã số 547 à. 547 này nhá. Đấy, để cho bác với giá là 8,2 thôi. 8,2. Đấy. Thùng đẹp mê ly rồi các bác nhá. Đấy, những cái dòng này thì bên em
gọi là nó hơi đấy, là bên em làm luôn cho bác nhìn thùng cho nó đẹp luôn, vì cái dòng là nó là cái dòng chất, dòng chất, dòng chất các bác nhá. Đấy, các bác nhìn thùng không, nó xứng tầm với lại một con mới, một đôi loa giá trị SI7, công suất của nó là 6 ohm và 150W, Made in Japan. Đôi loa giá trị. Những cái đồ đấy thì các bác còn biết nhiều hơn ấy.